Rồi, bạn nhé. Chú rất sợ rất sợ. Nhưng mẹ chú khuyên rằng con ơi con đừng sợ nhé. Chẳng có lại ngày này. Rồi. Con nhìn thấy cô tựa vào dây xuân. Con nhìn thấy tất ở trong ở đây thì sao đất còn đâu? Đang quay mà sao mình để ý những cái dưới đất thì hả? Anh tâm. Con nhìn thấy dưới đất. Nào, bây giờ còn bài gì nữa không? Suốt nãy là có 7 bài thôi. Cô thử xếp đi. Không thấy sổ đâu con ạ. Bây giờ con tự nhớ đi xem nào. Không. Mắc cái sổ rồi, bây giờ tự nhớ đi. Thì bây giờ tự nhớ cô xem nào. Mắc cái sổ đi rồi. Để các con tự nhớ đi. Không có bài gì nào. Bài đấy thuộc rồi. Bài bài mà hai chị em chưa biết ấy. Bài gì đây? Diêu ơi, gì nhỉ? Tập trung xem là Diêu ơi. Đi với anh ta tập trung xem là bài gì nhỉ con nhỉ? Con cũng không nhớ. Bây giờ nếu mà không nhớ là mình lại phải hát lại từ đầu, từ bài thứ nhất đấy. Em bay mưa là bắt hồn. Rồi rồi ạ. Thank you.
Bài này khó quá. Đâu có bảo bà đâu. Thử hát xem nào. Em ạ, anh cho hát nào. Hát theo yêu cầu xem nào. Có bài hát bà ơi bà không cố. Thì có. Không có thì ngày xưa. Ngày xưa có, ngày xưa có bài bà mà ạ. Nhưng mà cô không ghi bây giờ. Không ghi bài đấy mà. Bây giờ biểu diễn theo yêu cầu của bà. Bây giờ xem còn nhớ không ạ? Bà ơi bà cho yêu bà lắm. Bóc và trắng. Tóc bóc bà trắng à? Bóc bà trắng. Chị cứ bà bóc bà trắng. Chị bà tóc. Thôi. Không được lường nhau như thế. Cánh thỏ. Cánh thỏ. Cánh thỏ. Cánh thỏ. Không hát được bài này cũng lên đi. Thôi nghiêm túc nào. Hai con. Tiêu. Mày đó. Tiêu. Ba ơi ba. Con có muốn xì mũi không? Đây. 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 Con lấy không xì mũi không? Diêu. Diêu không bị. Con xì mũi không? Diêu có bị mũi. Có. Lại, khi nào cô bảo 2, 3 thì chào. 2, 3.
chúng ta lại đưa tay chào cho mát. Chào nghiêm túc. Bỏ cái tay xuống. Khi nào cô bảo được rồi thì mới bỏ tay xuống. Như là khi cô dừng nhạc thì các con mới bỏ tay xuống, nhớ chưa? Nghiêm túc. Mặt tươi tỉnh như thế nào? Chào mà buồn thế. Khoanh tay như nào con? Khoanh tay bình thường con khoanh tay như thế nào? Khoanh tay như thế nào? Con nhìn chị Diêu như nào? Anita. Chụp chân vào. Được, nhìn thấy rồi. Con này nhìn thấy. Ai chị em thì nhìn thấy Hương này. Vâng. Bỏ cái váy thôi. Hôm nay là buổi học hát của con và em Anuta. Bố mẹ cùng xem nhé. Con chúc bố mẹ xinh đẹp. Bố nhiều niềm vui. Bố mẹ đều cùng nhiều niềm vui. Em chúc hai chị học giỏi. Em chúc hai chị học giỏi. Ngoan, lực nghe. Lời.